Người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có di tích lịch sử là đền Ngọc Sơn nha. Vòng tay của mình sẽ có dòng chữ đền Ngọc Sơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng ô quan trưởng là một di tích lịch sử ở Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm với mọi người. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với màu vàng. Cần phải mua cái bản thân thôi, cái gì khăn quá.
Đây đúng câu này, đúng câu này mới hay này. Có trang bộ đi xin bằng bộ bằng ghế không? Bộ bằng ghế nữa, được đắp đây. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Hay thấy ghê. Ghi mình sẽ nối đầu của hai chiếc vòng lại với nhau nha. À, nối hai đầu của chiếc vòng lại với nhau nha. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Theo gì lòng cũng phải tự do.